chào các bác nha, hôm nay dâu con 4508 đi nha các bác. Giờ đâu? Chở gạo Tiền Giang nha các bác. Chứ không có chờ gạo. Cái lại. Bắt chủ nha các bác. Đèn bảo trì nha các bác. Máy quá đẹp. Đời mới luôn nha các bác. Đi. Gắn kiếm vô không? Không. Đang cầm nhớt vô máy nha các bác. Đang thay nhớt luôn. Thay nhớt mới. Chạy cho ngon lành. Hôm nay ơi. Đúng là hôm 8 đi nha các bác. Bác chủ vừa gặp máy rồi mua luôn nha các bác. Đâu mình đâu? Mình ở cái cửa. Nay phải chở ra. Máy ướt đẹp quá. Bây giờ quay không có hết. Quay. Quay hả? Dạ. Chứ không gọi có ai cấp đầu nha. Rồi chừng nào lên xe quay tiếp luôn nha các bác. Rồi chuẩn bị lên xe luôn nha mọi người. Rồi năm mới chúc bác chủ gặp nhiều bội thu nha. Máy quá đẹp. Vừa xe lạy luôn nha các bác. Kubota nha, 4508 DI. Máy này rất là đẹp nha các bác. Đang chỉnh cái cấp đời rồi nha các bác. Chỗ không chịu cấp đời mới. Hai cấp được. Nó bị chốt của cấp đời nha các bác. Thank you.
đẹp luôn. Rồi lên xe luôn nha các bác. Lên xe luôn nha. Máy quá đẹp. Chủ đang thay cái kiếp. Mình bơm rửa gọn lắm các bác. Đỡ mua gai nha các bác. Rồi cho các bác á, chim nhỏ lên cưới em nó sẽ giờ cái lại luôn nha các bác. Rồi 4508 đi rồi để lên xe. Rồi tới bây giờ này, nếu bác hay chụp like một xe nha, cái chuông để được thông báo của kênh nhé, tạm biệt các bác.